Ờ, rồi rồi cái gì? Ôm vô. Trời, làm sao vậy? Ông cáo nhà mình không à. Có gì đâu đó, cảm nhận được rồi nè. Ôi, đây là ai đây? Hai cục bông này là ai đây? Con có mệt hả? Anh mệt quá, mệt mỏi rồi đâu, coi mặt anh mệt thôi. Mệt sao con cam chịu hả con? Con không thích chơi hả? Nè, con không nè. Con cháu không mệt ơi, con cháu của con đó. Cho mệt ôm. Gừ gừ gừ. Tao không biết tụi nó. Cháu của con nó mệt. Trời trời trời. Cháu của con nó mệt. Không thương con cháu gì hết trơn nhờ. Hả? Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống cho cháu nằm. Trời ơi trời ơi trời. Bắn tao nó đó. Chịu nổi không? Nằm xuống. Hả? Ôm cháu một cái đi. Từ nữa. Kẹp cái tay vô cho nó ôm ôm hai đứa cháu. Kẹp kẹp cái tay, dở cái tay lên nè. Quên dở cái tay lên đi. Nhất cái này không có cẳng đâu. Mày kêu nè Quỳnh, mày kêu Quỳnh nè. Thêm câu nữa. Ôm cháu lại. Mệt. Kêu Quỳnh nè. Là nó không có cắn đâu. Kêu Quỳnh nè. Chạy chặt vô, trời ơi. Con kia chạy mất tiêu kìa. Bồng con kia qua này. Thấy chưa? Mập, không yêu thương con cháu gì hết trơn à. Phải thương con, thương cháu chứ trời. Người ta ôm con xíu mà cũng gừ nữa. Không thích nha. Quỳnh, không thích đúng không? Kẹp hai tay một con, hai chân một con. Phải yêu thương con cháu hay chưa Mộc? Rửa chân lên rồi. Người ta đã bảo là người ta không thích. Sao? Không chịu, không chịu, không chịu. Khi nào con mới chịu, cháu không thích nha. Hả? Sao gừ? Người ta dễ thương gì mà gừ? Nhóm con hồi nhỏ đó Mộc, đưa cái mặt cho nó coi. Đây là quá khứ nè. Quá khứ của anh đây nè. Quá khứ của anh Mộc đây nè. Hả? Không dữ vậy? Con mày đâu? Con Mộc đâu? Cho ôm vô. Hai con kia ngoan quá không? Hai con kia nó tưởng ba nó đó. Ôm vô. Rồi ôm vô. Mà cái gì? Cái gì nữa? Thì con này nó tưởng ba nó. Nó thương mà. Mặt quỷ quá à. Dẫn đi chơi nha, dẫn Mật với hai em đi chơi nha. Rèo rèo rèo. Nha, dẫn Mật với hai em đi chơi nha. Rồi, cho nó ôm á, nó mới biết hơi ấm của gia đình. Cho người ta ôm đi, người ta cảm nhận được hơi ấm gia đình. Mặt nó kiểu, nhìn tao có giống quan tâm không mày? Mật, ngân nè. Ngân nè. Chửi mặt ta. Nó chửi với mặt người ta vậy, người ta ôm có xíu chửi. Mập vô. Ơ rồi rồi cái gì? Ôm vô. Trời, làm sao vậy? Con cáo nhà mình không à. Có gì đâu đó, cảm nhận được rồi nè. Trời, tự nhiên đưa tôi lên đây. Ba con hả? Em ơi. Trời ơi, xinh quá à. Em ơi, ba hả? Lên người ba nằm hả? Tưởng ba hả? Trời ơi, cái con gấu này. Con gấu con này. Ở hai phiên bản gia đình người ta, đây là Alaska trưởng thành nè, đây là ông nội, còn hai đây là hai đứa này là cháu của Mật đó, thấy xinh chưa? Hai cháu người ta uống nụ à, Mật có thương cháu không? Mật, con có thương cháu không? Hả? Mật ơi, Mật có thương cháu không? Mật y như bị ép buộc vậy đó. Cái mặt nó kiểu, ông mà đời nhai đầu chứ. Ông kỳ cục quá à. Cứ chạm vô người là nó chửi à. Ờ con cháu xum vầy kìa mà. Mập, chưa phải Tết mà có con cháu xum vầy là vui rồi. Ôi, wow. Này, vui quá. Thì hôm qua rủ ông nội chơi chung hoài mà ông nội này trời chán thiệt sự luôn á. Chán ông nội quá à, ông nội Mật ơi. Để chơi cháu nè. Nè, nhanh. Nội không quan tâm luôn á. Ông nội không thương yêu cháu gì hết trơn. Thấy cháu hôn miếng kìa. Ông nội. Ông nội kiểu, tụi
mà đừng nói nữa, tôi mệt mỏi quá.